Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Mai Phương đây. Thì hôm nay cái video này nó không về chơi game Roblox, nhưng mà nó cũng liên quan đến Roblox. Đó chính là cái sự khởi đầu của bạn về những điều mà các bạn khi mà tham gia Roblox. Thì mình sẽ đặt câu hỏi cho các bạn và chính bản thân mình cũng sẽ trả lời về những câu hỏi đó. Thì câu hỏi đầu tiên của mình đó là: bạn biết đến Roblox từ đâu? Thì mình xin trả lời là mình đến Roblox là mình vì vô tình xem được video của anh kia. Cái ấn tượng lúc đầu của mình về game Roblox nó phải cho rằng là mình nói đó là một game xàm. Thì ấn tượng lúc đầu của mình thì nó như vậy, nhưng mà sau đó mình xem video nhiều lần và mình cảm thấy thích. Đó là cái video mà Oppy trốn trong ngôi nhà ma quái của anh kia ấy. Thì lúc đó là mình từ mình thấy thích xem video. Và cái câu thứ hai đó chính là: làm sao mà bạn biết nhập Robux? Thì đó cũng là một phần tình cờ mình xem video của anh Minh Mama. Lúc đó là hướng dẫn nhập Robux giá rẻ, cực rẻ mà cực easy luôn. Vì cái video mà hướng dẫn nạp Robux bên anh kia thì nó thực sự rất là phức tạp, bởi vì cần phải có thẻ các kiểu. Nhưng mà sau khi đó mình xem vô tình cái video của anh Min Mama là mình biết cách nạp. Nói chung là từ đó là mình đã biết nạp Robux rồi. Cũng cảm ơn video của anh Min Mama mà hiện giờ là mình có Robux và các kiểu. Mình cũng không biết phải nói sao nữa. Cái tiếp theo đó chính là: bạn có nhớ cái skin mà từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại của mình thay đổi như thế nào hay không? Thì như cái hình này các bạn cũng biết rồi đó, là từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đó, là cái skin đầu tiên mình khi chưa có Robux thì nó trông rất là buồn cười. Đó, cái đó, cái skin mình theo thời gian nó thay đổi như thế đấy. Thì nó chuyển biến theo kiểu mà hơi skin con trai rồi ấy. Nhưng mà có một điều là mình rất là thích để skin con trai hay là con gái, mình không hiểu vì sao. Bởi vì cái ấn tượng của mình nhìn á, skin con gái mình không thích. Mình cứ thấy mỗi lần mà để skin con gái là mình cảm thấy hơi khó chịu à. Cho nên là luôn luôn là cái skin của mình nó theo hơi hướng con trai, và mặc định là skin Dino rồi. Đa số phần lớn các bạn biết đến May thì đều là nghĩ đến Dino. Và có một điều nữa là có cái điều gì đó mà nó gắn liền với các bạn từ khi mà bạn chơi Roblox hay không? Đó, với mình đó chính là cái logo của anh Vami Trần. Thì trước khi mà mình biết đến anh Vami á, là lúc đó xem video của anh Kia. Thì khoảng 2 tuần sau thì cái video tiếp theo của anh Kia là hợp tác với anh Vami. Và từ lúc đó mình rất là thích xem video mà có anh Vami Trần vào. Mỗi lần mà thấy video mà có hai anh chơi chung là ok, mình xem liền. Mình không bỏ lỡ video nào hết trơn ấy. Là nói chung là anh Vami cũng chính là động lực để mà mình chơi Roblox. Thì cái câu hỏi đầu tiên của mình á, là người biết cho bạn biết đến chơi Roblox là ai, thì đó chính là anh Kia. Nhưng mà cái người mà cho mình động lực để mình tạo nick Roblox để mà tham gia vào chơi á, thì lại là anh Vami. Cho nên là từ lúc mà mình tạo cái, mình học cái cách làm t-shirt đó, là từ cái đó cái logo của mình đeo suốt luôn, từ lúc mà mình bắt đầu đến bây giờ. Thì đúng là cái logo của mình lúc đầu là theo cái mặc định của anh Vami, đó là màu xanh dương. Xong sau đó thì skin của mình đổi thành Dino màu xanh lá cây, cho nên là mình cũng biến đổi cái màu của logo thành xanh lá cây như thế này luôn. Thì mình nghĩ là, mà không phải là mình nghĩ nữa, nhưng mà mình luôn nói với mọi người rằng là cái logo này mình sẽ không bao giờ tháo ra. Hiện tại thì mình chưa bao giờ tháo ra cả. Tiếp theo đó chính là ngày bạn tham gia Roblox. Thì cái việc các bạn để nhận biết được thì các bạn cứ vào phần profile của mình và kéo xuống phần cuối cùng ấy, là nó sẽ có ghi ngày John Jack. Đó là ngày của mình là ngày 22 tháng 8 năm 2017, thì mình cũng tham gia Roblox gần đây thôi. Bởi vì là khi mà biết đến xong rồi gặp anh Vami Trần trong video á, thì khoảng 2 tuần sau nữa mình mới tạo Roblox mà chơi. Cái game mà đầu tiên các bạn thích và chơi thường xuyên là game nào nhỉ? Với mình thì đã là game Epic Mini Game. Mình chơi, ngày nào cũng chơi mà chơi giết ghiền luôn. Nói chung là mình, khoảng thời gian đầu tiên mà mình chơi Roblox, mình best cái game này. Chơi rất là giỏi game này. Và hiện tại cái level của game này của mình là level 25, 26 gì rồi. Tầm khoảng đó. Mà đến khoảng 2 tháng nay là mình không có chơi game này nữa. Bởi vì mình lo tập trung quay những cái game khác, cái game mà mới ấy, cho nên là mình bỏ bê nó luôn. Thì cái câu tiếp theo của mình đó chính là cái
Đối với các bạn mà đã có tạo server VIP á, thì các bạn có nhớ là cái server VIP đầu tiên mình tạo là cái gì hay không? Thì cái game mà server VIP đầu tiên mình tạo đó chính là cũng là Epic Mini Game luôn. Cái khoảng thời gian đó là mình vừa mới vào tham gia vào YouTuber thì phải ấy, là lúc đó mình tạo tạo server VIP để mà dễ quay video và dễ cho bạn mình join game. Mà hiện tại thì mình chỉ có mua được duy nhất hai cái server VIP thôi, đó là của game Epic Mini Game và là game trốn tìm ấy. Là mình chỉ có mua hai cái thôi, và hiện tại thì cái server VIP của Epic Mini Game nó đã hết hạn rồi, thì như các bạn đã thấy trong hình rồi đó. Là nó chỉ là rất lâu rồi mình không tạo server VIP nữa, mình toàn là xài ké không à. Ok, thì cái này là dành cho các bạn mà hay mua game pass nha. Mình không biết là hiện tại thì có một số bạn mua rất là nhiều game pass luôn, mua cực kỳ nhiều luôn, có thể là mình cũng không sao diễn tả được nữa, nhưng mà số game pass mình sở hữu như các bạn đã thấy trong hình chỉ có một cái game pass duy nhất đó chính là của game gì nữa ta, cái gì mà center tập gym ấy đó, à Shandy Fitness Center, đúng rồi, Fitness Center. Là cái game này lúc đó là anh Vami quay video và anh Vami vào cái phòng đó và mình muốn vào chung á, mình buộc phải vào, phải mua game pass để mà vào chung. Thì đó là cái game pass đầu tiên và cũng là duy nhất mà mình mua. Nói thiệt là mình chơi game mình có thể chia robot ra mua quần áo, mua cánh các kiểu, hoặc là mua animation, chứ mình không bao giờ mà mua game pass. Mình không biết vì sao nữa, nói chung là mình không thích mua game pass, cho nên là chỉ có duy nhất mỗi cái game pass này thôi. À, đây là đối với các bạn có PC thì tạo group á, thì đây là cái group mà mình tạo ra. Thì cái khoảng thời gian đầu mình mời được anh Kia, anh Vami, anh Mama và anh Gà. Thì khoảng thời gian sau đó là khoảng một tháng sau hay sao ấy, là anh Kia ảnh có OBC và anh tạo một cái group riêng, và việc đó là anh Kia rồi của group của mình. Thì hiện tại mình chỉ còn ba người thôi, đó là anh Vami Trần, anh Minh Mama và là anh Gà. Thì không sao, thì mình cũng rất là vui vì các anh có join vào group của mình, thì mình cảm thấy vinh hạnh rất là vì điều đó. Thì đây là cái group của mình, thì bạn nào có nhà ý quan tâm thì cứ join group của mình. Thì trong group của mình cũng có bán một số đồ ấy, các bạn thấy thích thì mua nhé. Tiếp theo thì như các bạn đã thấy trong hình đây, tất đây là logo của các YouTuber về Roblox Việt Nam. Thì trong cái hình này đó chính là các YouTuber Roblox mình đã tiếp xúc và đã chơi cùng. Ở cái phần góc dưới thì là bạn cái logo mà có chữ M và Phước Gaming á, thì đó hai bạn đó chính là người đã tạo ra các animation mà video của mình, animation mà mình cầm chảo ấy, là hai bạn đó. Và bạn Rion thì làm cho mình intro các kiểu nè, còn anh Minh Mama thì là người tạo cơ hội cho mình có thêm robot vì mình tham gia event của anh. Và nói chung là đồng hành với anh Minh Mama cũng rất là vui. Nicky Nguyễn nè, FTW Danh Thu, nói chung là các bạn này là đồng hành cùng mình từ lúc mà mình chưa làm YouTuber. À, còn H3 Gamer thì sau này là em H3 Gamer bục sáng lên vượt vượt subscribe của mình luôn rồi. Lúc đầu là sao ở phía sau mình rất là xa, khoảng 2.000 suất, mà bây giờ thì dẫn trước mình rồi. Nói chung là bạn ấy làm cái thumbnail, làm edit video cực kỳ hay. Mình cũng rất là thích xem video của bạn ấy, nhưng mà về cái game Zero Respect thì mình không có chơi. Nói chung là cũng xem video để mà mình tiếp thu, để mình có thể sau này mình có thể chơi game Zero Respect một cách dễ hiểu hơn. À, về anh Kia Phạm thì mình đã nói video đầu rồi đó, anh chính là người mà mình cho biết đến 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 Roblox. À, vậy anh Gà nữa, thì anh Gà cũng là người tạo cho mình nhiều cơ hội. Về phần anh Gà cũng là sao subscribe của mình, nhưng mà bây giờ là anh bục sáng lên mười mấy subscribe rồi, mười mấy ngàn subscribe rồi. Nói chung là mình rất là cảm ơn các anh luôn á, đặc biệt là anh Vami Trần. Em nói chung là em cảm ơn anh, là người sao ta, là người đã cho em cái động lực mà đến Vlog, rồi được gặp gỡ nhiều bạn. Nói chung là tất cả những YouTuber Vlog trong cái hình này á, mình thật sự là may gửi lời cảm ơn sâu sắc luôn.
Rất là cảm ơn. Giúp đỡ cho May rất là nhiều. Và dành tặng cho May những món quà thật sự là rất ý nghĩa. Thật sự là May phải nói rằng là chưa bao giờ mà mình nghĩ là mình may mắn nhất hệ Roblox luôn. Bởi vì mình dành được tình cảm của mọi người dành cho mình rất là nhiều. Thêm cái nữa, đây là về phía channel của mình, thì nhìn từ dưới lên, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thì đây là bốn cái avatar channel của mình đã thay đổi. Thì cái avatar đầu tiên của mình là hình anime, xong sau đó thì mình được một bạn vẽ đồ lại cái skin Dino của mình, xong sau đó thì cái góc hình dưới hình avatar Marab Dino là của bạn Rion làm cho mình. Thì vì lý do là mình chơi Roblox mà lại để avatar Marab thì có nhiều bạn khá thắc mắc và tò mò ấy. Bởi vì mình thấy đẹp cho nên là mình để avatar thôi, dù sao thì cũng Rion cũng làm tặng mình. Thì hiện tại cái hình cuối cùng ở dưới đó là cái avatar hiện tại channel của mình luôn. Mình cũng không biết nói sao luôn. Bây giờ là từ lúc mà mình theo sát cái skin Dino là mình thích màu chuối luôn ý. Phải nói sao nhỉ? Thì những câu hỏi đầu tiên ở phía đầu của mình ấy là các bạn, nếu mà các bạn quan tâm và các bạn muốn chia sẻ cho mình thì cứ comment đi. Hoặc là có bạn nào có những câu hỏi nào đấy thì mình sẽ chọn ra và mình có thể thực hiện cái video tiếp theo. Thì cái hình này và cái hình này nữa là nói chung may là cũng nhận được fan nạp rất là nhiều. Fan nạp và pick art của các bạn làm cho mình đi. Được sự quan tâm của mọi người thật sự mình rất là cảm ơn luôn. Thì mình có những câu hỏi như thế đấy. Thì các bạn nếu mà có thể trả lời thì cứ comment dưới phần video này nha, May sẽ đọc, May sẽ tranh thủ đọc hết. Và May có thể rep hoặc là các bạn có thể đặt thêm câu hỏi cho mình. Bởi vì trong đầu May chỉ suy nghĩ là một số câu hỏi như thế này và mình có thể chia sẻ một số điều mà May muốn chia sẻ cho mọi người thôi. Ok, May cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dành nhiều sự quan tâm đến cho May. Dành tặng cho May những món quà thật sự rất là ý nghĩa và cho May nhiều sự giúp đỡ nữa. Rất là cảm ơn mọi người nhé. Và cũng cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Bye bye mọi người nha.